VTV Bình Điền Long An đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ như Bộ Tư lệnh Thông tin FLC hay Hóa chất Đức Giang để giành ngôi vô địch Cúp Hùng Vương năm 2021. Công đầu cho thành công này có lẽ không thể không nhắc đến Trần Thị Thanh Thúy. Cô gái cao tới 1m91 này chính là ngôi sao lớn nhất bên phía VTV Bình Điền Long An, ghi những điểm số quan trọng. Ở set 4 trận chung kết với Hóa chất Đức Giang, khi Bình Điền Long An đang dẫn 17, Trần Thanh Thúy tấn công ở vị trí số 4 và ghi điểm để đội nhà dẫn với tỷ số 11-7 trước Hóa chất Đức Giang. Thế nhưng ngay sau đó, chủ công đội trưởng của Bình Điền Long An đã đau đớn bởi một chấn thương và phải rời sân để bác sĩ chăm sóc ngay trong khu vực thi đấu. Khi Thanh Thúy chấn thương thì ban huấn luyện rất là lo lắng, tại là cái vị trí thế cho em thì rất là còn non, thành ra để mà gánh hai cái cầu đôi cắt điểm thì rất là khó khăn. Nhưng mà nói chung là tất cả các em nó biết được cái khó khăn đó là nó cố gắng nhiều hơn, tức là phòng thủ tốt hơn, bước một tốt hơn, gắn kết nhiều hơn để kéo điểm. Chấn thương của Thanh Thúy khiến ban huấn luyện cũng như các đồng đội của cô rất lo lắng. Các bác sĩ đã phải tận tình chăm sóc, massage để có thể giúp Thanh Thúy trở lại sân nhanh nhất có thể. Ngồi điều trị chấn thương, nhưng Thúy luôn dõi theo từng đường bóng của đồng đội. Các đồng đội thì cũng đều lo lắng và quan tâm đến tình hình chấn thương của Thanh Thúy. Sau khi nhận được sự giúp sức của nhân viên y tế, Thanh Thúy đã có thể vào sân thi đấu. Sự trở lại của Thanh Thúy không chỉ khiến ban huấn luyện và đồng đội yên tâm mà còn mang đến sự hưng phấn cho các khán giả có mặt tại nhà thi đấu Việt Trì. Sự có mặt của Thanh Thúy trong khoảng thời gian cuối set 4 không chỉ giúp đội làm tốt nhiệm vụ tấn công mà quan trọng hơn còn làm cho tinh thần của tất cả đồng đội lên cao. Thanh Thúy tiếp tục chiến đấu, ghi điểm, nén đau để thi đấu cùng với đồng đội và khép lại set 4 với chiến thắng 25-19. Chung cuộc, Bình Điền Long An thắng 3-1 để giành ngôi vô địch nữ Cúp Hùng Vương 2021 đầy xứng đáng. Thanh Thúy sung sướng ăn mừng chức vô địch cùng với các đồng đội. Trong khi mọi người đang bận chụp ảnh cùng với người hâm mộ và chia vui cùng nhau, Thanh Thúy nằm vật ở một góc sân. Dù nằm nghỉ nhưng Thanh Thúy cũng không được yên khi cô được rất nhiều người hâm mộ hỏi thăm về tình hình chấn thương cũng như chia vui, và quan trọng nhất vẫn là được chụp chung với idol của mình một kiểu ảnh.